Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn một cái make thấp mà tròn múi bên mình cho các bạn xem nhé. Cái này thì các bạn có thể dùng trong trang điểm cá nhân này, hoặc là ngồi uống nước này, hoặc là ngồi học cũng mà các bạn muốn dòng tìm dòng ghế đơn giản tiện lợi thì các bạn có thể linh động đến dòng này nhé. Ghế thì có thể xoay được 360 độ các bạn ạ, và nâng lên hạ xuống từ 44 đến 54 cm nhé. 40 đến 54 cm nhé mọi người nhé. Bây giờ quay đến gần đây mình sẽ quay cho các bạn xem. Hàng này thì nhìn vừa đơn giản vừa sang trọng mọi người nhé. Đấy, chịu được sức nặng lên đến 200 cân đấy mọi người ạ. Rất chi là chắc chắn. Mặt mặt của nó là chất liệu bọc da nhé, dễ dàng lau chùi khi bẩn này. Đúng. Mặt múi này, bên mình tạo thành các múi vuông cách điệu này, tạo cho cái cảm giác sang trọng và đẹp nhé mọi người nhé. Đấy. Ở đây thì mình quay ra các màu điển hình cho các bạn xem thôi, nhưng mình đăng màu nào thì đều sẵn màu đấy đấy. Chân của ghế thì là kim loại mạ inox màu bạc nhá, rất chi là bóng và đẹp. Thôi mình chỉ giới thiệu qua sản phẩm một đoạn vậy thôi. Mình cảm ơn các bạn nhá. Mình chào các bạn.